Vũ Hoa Kiển Nguyễn Thông xin mến chào anh chị và cô chú. Và hôm nay Vũ Hoa Kiển Nguyễn Thông xin tiếp tục giao lưu với anh chị cô chú là những cây phôi cần thăng. Thì những cái cây này lúc trước mình có đăng clip với anh chị cô chú, bây giờ mình sẽ quay lại ha. Tại vì trong khi cái lượt xem thì có một số anh chị cô chú đã xem rồi, còn một số anh chị cô chú chưa xem. Dạ thì bây giờ mình cũng vẫn để cái mã số anh chị cô chú ha, nhưng mà khi lên clip thì mình sẽ để cái ngày anh chị cô chú chốt cây thì nói cái mã số và vào ngày nào anh chị cô chú. Thì bước vào đầu tiên là cái mã số B4. B4 có chiều cao 40, cũ là 24, hoành là 10. Đó anh lì anh chị cô chú, cây đang sống khỏe ha. Rồi mã số B4 mình giao lưu với anh chị cô chú là 220k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B5. B5 cây lắc lửa đẹp anh chị cô chú. À, ví dụ về mình cưa bỏ cái cành này lên anh chị cô chú. Đó, cưa cái cành này ha thì cái còn sẽ còn cái cành mình lấy lắc lượng rất là đẹp. Đó, cò nó lên. Nó lắc qua nó lên. Mã số B5 có chiều cao là 42, cũ là 26, hoành là 17. Dạ cái này giao lưu anh chị cô chú là 230k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B11. B1 cây đang sống khỏe anh chị cô chú, đang ra mầm non rất là nhiều ha. B11 có chiều cao là 32, cũ là 31, hoành thân là 12, cũ tròn bự anh chị cô chú. Rồi cây này vô lưu anh chị cô chú là 220k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B14. B14 cái củ tròn do hơi lắc lượng chút anh chị cô chú. Đó, về có thể mình là cưa ngang đây, nếu mà tạo dáng bonsai cưa ngang đây anh chị cô chú, cưa ngang đây cho cái nhánh lên cỡ hồi lại ha, chỉ cành đóng hai bên đều có luôn. Rồi mã số B14 có chiều cao là 26, củ là 25, hoành là 9. Rồi cái này giao lưu anh chị cô chú là 200k mình bao ship. Còn không thì anh chị cô chú để về hai nguyên cành này, về mình ghép những cái bo cây khác vào ha. Tiếp theo là mã số B47. B47 cây to anh chị cô chú. Ồ, vành bằng cầm tay mình luôn á. Cây đang ra mầm sống khỏe. Đó, mầm non anh chị cô chú. Ở đây trong thân cũng đang ra ha. Mã số B47 có cái chiều cao là 42, cũ là 28, hoành thân là 16. Củ này mình bươi ra dưới đây anh chị cô chú. Đó, còn do dưới đây đẹp lắm ha. Rồi cây này vô lưu anh chị cô chú là 250k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B50. B50 cái cây có dáng rất là đẹp anh chị cô chú. Ghẻ là bonsai luôn. Đó. Nếu về anh chị cô chú cắt bỏ nhánh này ha. À, cái nhánh này nó đang ra nè, cắt bỏ cho nó trống cái chân. Đó, mình lấy khúc trên thôi. Cái củ tròn do thật kẹo luôn anh chị cô chú. Đây. Cây đã sống khỏe anh chị cô chú, đang ra đọt nè. Đó, những cái đầu rồi đang ra đọt rất là nhiều ha. Rồi mã số B50 có chiều cao là 13, củ là 30, hoành là 9. Rồi cái này vô luôn anh chị cô chú là 220k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B51. 51 cây có dáng trực anh chị cô chú. Suy cành ở đây rất là nhiều ha. Đang sống khỏe. Cũ thì đặt tròn do. Mã số B51 có chiều cao là 26, cũ là 21, hoành là 12. Rồi cây này vô luôn anh chị cô chú là 220k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B52. B52 có chiều cao là 38, cũ là 28, hoành thân là 19, hoành thân bự anh chị cô chú. À. Cây đang sống khỏe, đang ra đọt non anh chị cô chú.
cái tược non lên dài một khúc lại ha. Rồi mã số B52, mình xin giao lưu anh chị cô chú là 230k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B46. Nói chung mình là lấy cây ngẫu nhiên anh chị cô chú ha, chứ không có theo thứ tự là B này B kia ha. Dạ, nhiều khi nhảy ra B51 có nhảy ra B46. Thì mã số B46 có chiều cao là 32, cũ là 26, hoành thân là 15. Cây đang sống khỏe anh chị cô chú. Cái dáng hơi lắc một tí ha, cũ thì tròn, chi cành đầy đủ, chứ diện nó đọc ngon quá trời luôn. Dạ, cây này giao lưu anh chị cô chú là 230k mình bao ship. Rồi thì bây giờ mình chuyển điểm về đây anh chị cô chú. Nói chung là cái cây đợt rồi mình về số lượng mấy trăm cây thì mình bỏ cũng 2-3 chỗ anh chị cô chú đó. Thì cái chỗ bển thì nãy có mấy mã số đó ha, còn dư lợi ha. Thì qua đây cũng có những mã số còn dư lợi. Thì tiếp theo là mã số B32, có chiều cao là 35, cũ là 40, hoành thân là 12. Đó, cây này lắc đẹp lắm anh chị cô chú. Đây cái bầu cũ đây. Cũ có nằm anh chị cô chú. Cây này đang ma mầm, sống khỏe. Trên đây chi cành cũng có rất là nhiều. Rồi cây mã số B32, mình xin giao lưu anh chị cô chú là 250k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B19. B19 có chiều cao 35, cũ là 24, hoành là 10. Đây anh chị cô chú, cũng ráng lên lắc ha. Đó, chi cành cũng nhiều ở trên đây là anh chị cô chú, đọt non đang ra, này sống khỏe. Rồi cái cũ ở đây anh chị cô chú. Mã số B19 mình xin giao lưu anh chị cô chú là 230k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B26. B26 cây rất là cao anh chị cô chú. B26 có chiều cao là 50, cũ là 24, hoành là 13. Cái dáng cũng lắc anh chị cô chú, cái cũ tròn vo luôn nè. Lên đây. Rồi mã số B26 mình giao lưu anh chị cô chú là 230k mình bao ship. Đang sống khỏe anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số B24. B24 có chiều cao là 32, cũ là 30, hoành là 11. Đó, cái cũ tròn vo anh chị cô chú. Cây này đang sống khỏe, đang ra mầm nè, quá trời nhiều luôn. Cái phần cũ nè anh chị cô chú, tròn vo luôn. Rồi mã số B24 mình giao lưu anh chị cô chú là 230k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B23. B23 có chiều cao là 24, cũ là 22, hoành là 13. Đây cái cây đang lắc anh chị cô chú. Đó, lên lắc lại có duyên lắm anh chị cô chú. Đang sống khỏe, đang lên mầm nè. Trên đây cũng có lên mầm anh chị cô chú. Nói chung là những cây dựa qua kiểu Nguyễn Thông bán anh chị cô chú là những cây sống khỏe ha. Ví dụ như anh chị cô chú mua cây về mà có lỡ có cái cây mà bị héo anh chị cô chú, thì cứ chụp hình cho Nguyễn Thông thì Nguyễn Thông sẽ bù lại cái khác cho anh chị cô chú ha. Anh chị cô chú cứ yên tâm, mình mở ra bán hàng chủ yếu mình lời ít là chính, thứ hai là uy tín anh chị cô chú. Rồi cây 23 có chiều cao là 24, cũ là 22, hoành là 13. Mã số B23 mình giao lưu anh chị cô chú là 200k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B29. B29 cũ đặt luôn anh chị cô chú. B29 có chiều cao là 26, cũ là 28, hoành là 14. Đây, đọt đang ra rất là nhiều, sống khỏe luôn anh chị cô chú ơi. Cũ thì tròn vo. Rồi mã số B29 mình giao lưu anh chị cô chú là 230k mình bao ship. Tiếp theo là mã số B21. B21 có chiều cao là 25, cũ là 24, hoành là 17. Đây cây có hai thân anh chị cô chú. Đó, một cũ lên hai thân.
Một thân thì lắc ha, có duyên lắm ha. Mầm sống khỏe, đang ra mầm rất là nhiều anh chị cô chú. Đó, cây này là bao sống bao ship luôn. Cái củ đế đây, dưới đây rễ rất là nhiều, mình bươi ra tiếp anh chị cô chú. Rồi mã số B21, mình giao lưu anh chị cô chú là 200k, mình bao ship. Đây mã số B21 cũng là cái cây cuối clip của phôi cận thân của Nguyễn Thông. Anh chị cô chú xem thấy ưng ý cây nào cứ gọi điện vào số 0328611656, cũng là số Zalo của Nguyễn Thông. Anh chị cô chú vào các bạn, mình sẽ chụp hình quay phim rõ những cây mà anh chị ưng ý. Rồi clip Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn làm vui khỏe và thành công trong mọi công việc.